Mèo đen này ấy quá. Anh em hay nhau vừa thôi. Cầm cái lắm rồi. Ô, em ơi. Vui vẻ lên. Quang Nho. Bên cạnh là Châu Ngọc Quang. Hello Quang nhá. How are you? Very good. How do you feel? Very good. What's up? Excited? Excited. How are you? Congratulations. Thank you. Tiếp tục là các cầu thủ của U23 Việt Nam. Đẹp trai. Gặp may những người trợ lý là chú Nguyễn Đức Cảnh. Vâng, sự gặp nhau lâu lắm rồi, họ mới gặp nhau. Đội quân của U23 Việt Nam kia xa xa Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh. Giờ này là thời điểm mà các cầu thủ đi là huấn luyện sẽ chia nhau đi ăn. Rồi đến đây, sau đó cất đồ rồi mới đi ăn. Đó một hành động rất là quen thuộc. Chúc mừng Trinh nhá. Dạ. Cheers.
Việt là gì hả Smith? Vũ Đức Duy. Vũ Đức Duy. Chuẩn rồi anh em ạ. Như là các anh em phỏng vấn một hai câu. Vâng vâng. À, Hải Huy có thể chia sẻ cái cảm xúc lần đầu lên tuyển như thế nào? Thì lần đầu tiên được tập trung đội tuyển thì em cũng rất là vui và hào hứng khi mà lần này đã được thầy gọi lên. Vị trí tiền vệ thì luôn có cái sức cạnh tranh rất là lớn ở đội tuyển, thì Hải Huy nghĩ sao về cái sức cạnh tranh của mình với các cầu thủ khác hiện nay? Dĩ nhiên là lần này lên đây thì em cũng sẽ cố gắng để có thể thi tập luyện thật tốt, và hy vọng là thầy sẽ nhìn ra được những cái mặt tích cực của mình để có thể mình sẽ được chen chân vào trong một trong những cầu thủ đá chính của đội. Cảm xúc của vợ con Hải Huy khi mà biết tin là anh được lên tuyển là như thế nào? Dĩ nhiên thì mọi người ở trong nhà đều rất là vui khi mà biết tin này. Theo anh thì cái việc mà anh lên tuyển này thì nó sẽ thuận lợi như thế nào cho cái sự nghiệp bắn tô của vợ anh ạ? Thật ra thì cái đấy là một cái nghề phụ thôi, chứ vợ mình không phải là nghề chính là nghề đấy. Anh có thấy có sự thuận lợi gì không? Thật ra thì việc có được lên tuyển hay không thì vợ mình vẫn bắn hàng thuận lợi. Đó một lợi là kể từ khi kể từ sau chấn thương kể từ khi trở lại sau chấn thương thì anh thực sự là đã thi đấu và cảm giác rất là mình. Hiện tại đến bây giờ thì mình đang cảm thấy rất là thoải mái với đội hình của Hải Phòng, và mình đang thấy mình đang đạt được phong độ rất là tốt. Cảm ơn mọi người nhé. Chúc Hải Huy may mắn. Cảm ơn. Cố gắng nhá. Vâng. Đâm thẳng vào trong. Lấy tâm bên trong. Kia kìa. Cái này.